Nhắc lại cho nhớ tại sao chuyện này lại xảy ra. Và tại sao có một con rùa khổng lồ đang ăn vụ mùa hè của gia đình tớ. Ôi trời, bạn rùa đớp bảo đói. Nhưng cậu ấy đã hứa chỉ cắn vài miếng nhỏ thôi. Còn rùa đó không biết nhỏ nghĩa là gì đâu. Sparky Wiki, Applejack và Pinky, các cậu hãy đánh lạc hướng nó. Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, hãy đi cứu Spy thôi. Rùa Duff, tôi chỉ nói một lần thôi. Hãy thả bạn tôi ra. Dừng lại con quái vật kia. Lùi lại đi các bạn. Tôi và chị tôi sẽ xử lý con quái thú này. Mình cần họ giúp bao nhiêu lần mà giờ họ lại xuất hiện vào dịp này. Em vừa định làm thế mà. Chị ơi, vừa rồi vui quá. Không cần cảm ơn đâu. Thật lòng mà nói, bọn chị rất thích các phi vụ hành động thế này. Được trải nghiệm cuộc sống thay vì chỉ mơ ước, và tạo ra sự khác biệt ngoài phòng ngai vàng. Liệu họ có định làm việc này thường xuyên không? Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, ý nghĩa thực sự của tình bạn là gì? Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, tôi từng tự hỏi tình bạn là gì, cho đến khi bạn chia sẻ sự diệu kỳ của tình bạn cho tôi. Phiêu lưu kỳ thú, nhiều niềm vui, một trái tim đẹp, thật thà và mạnh mẽ, chia sẻ sự tốt bụng, đó là một việc dễ dàng và phép thuật cho phép chúng tôi làm điều đó. Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, mọi người có biết mọi người là bạn thân nhất của tôi không? Bộ phim Chú ngựa nhỏ tình bạn diệu kỳ. Ôi, chúng ta nên nhờ ai đó sửa cái hố này, trông nguy hiểm quá. Đó là lý do bọn chị ở đây. Mình không thể đọc được. Làm sao để dẫn đầu một chuyến leo núi nếu bản đồ còn khiến mình đi lạc hơn? Có ai đó vừa nói lạc à? Đừng lo. Thật tồi tệ quá. Cheerleaf đặt bánh nướng nhỏ cho lớp học hôm nay và cô quên làm đơn đó rồi. Không sao đâu, chúng ta có thể. Học sinh đói bụng, đừng hòng nhé. Cùng nướng bánh nào. Rồi họ bế bà tớ qua đường, nhưng đường vắng tanh mà. Không phải là chúng ta không biết ơn họ, nhưng bỗng nhiên Celestia và Luna nghĩ chúng ta không thể tự lo cho bản thân. Làm sao để học cách trở thành người trị vì Ashka nếu như họ nhất quyết sửa mọi lỗi bé xíu cho chúng ta? Có thể các công chúa đã thay đổi và nghĩ rằng chúng ta không đủ khả năng để bảo vệ Ashka nữa. Hoặc họ chỉ có hứng tuần này thôi và chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Một buổi họp chiến lược. Lần này nguy hiểm là gì? Một con quái vật, thần chú xấu xa, vấn đề tình bạn. Bọn chị đã sẵn sàng làm mọi thứ. Tuyệt, nhưng không có vấn đề gì cả. Chỉ là các chị đã giúp chúng em rất nhiều. Và chúng em biết các chị có nhiều công việc quan trọng vì vương quốc. Bọn chị đã chán phòng ngai vàng lắm rồi. Ở ngoài này mới gọi là sống thật. Khoan, chuyện này thế là sao? Các chị chán làm công chúa rồi hứ? Không hẳn. Đánh nhau với rừng vĩnh hằng bên cạnh Star Quest khiến chị nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Vậy thay vì dành cả ngày ngồi ở ngai vàng và ban đêm đi tuần tra những giấc mơ, bọn chị muốn làm việc giống như em, cứu thế giới, phiêu lưu cùng bạn bè, tắm cho thú ăn kiến. Chỉ có Fluttershy mới làm thế thôi. Còn nhiều hoạt động thú vị hơn là đi theo bọn em cả ngày mà. Chị nên lập một danh sách những việc mình chưa bao giờ làm, nhưng luôn muốn làm. Chắc có nhiều thứ lắm. Một ý hay.
Chỉ là thật khó để đi nghỉ mát và rời khỏi lâu đài nếu không phải là việc khẩn cấp. Đừng lo, chúng em sẽ làm phần việc ở lâu đài cho chị. Đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng em. Các em phải chắc chắn mình sẽ làm được nhé. Cảm ơn Twilight, thật nhẹ nhõm khi biết lễ thiên nga hoàng gia sẽ là trọng trách của các em. Cái gì cơ? Những thú vui bị bỏ lỡ, chị rất nóng lòng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Cơ hội để làm mọi thứ mình muốn. Và chị biết là ta cần làm gì rồi đấy. Phiêu lưu, thư giãn. Chỉ là hàng đêm em phải túc trực trong những cơn ác mộng của thần dân. Em rất cần một khoảng thời gian thư giãn ngoài đời thật. Chị hiểu. Nhưng chị thì ngày nào cũng phải đối mặt với thế giới thật. Gặp gỡ ngoại giao, xong rồi lại mở tiệc để ngoại giao. Chị rất cần một hoạt động thú vị. Thế thì cả hai chúng ta sẽ không hài lòng. Trừ khi... chúng ta lần lượt làm những điều mình thích. Kỳ nghỉ của chị em. Em có phụ kiện hoàn hảo để đeo đây. Chờ chút nhé. Ôi, chúng ta sẽ như là sinh đôi. Giống như những khách du lịch thực thụ. Em biết chị sẽ thích mà. Chị cũng có vài thứ. Kính râm, thuốc xịt bọ, nước rửa tay, đồ ăn vặt. Em phải cho thêm nước vào. Em nghĩ sao? Thật hoàn hảo chị ạ. Đây là hướng dẫn để chuẩn bị cho lễ tân nga hoàng gia. Nếu là bản giấy thì chắc chắn chúng em sẽ lao được. Chúc các chị vui vẻ. Một điều nữa, bọn chị sẽ cho em tiếp quản việc nâng mặt trời và mặt trăng. Bọn chị đã truyền một phần nhỏ sức mạnh của mình vào bùa hộ mệnh này. Em có thể kích hoạt nó bằng phép thuật của mình bất cứ lúc nào, tốt nhất là vào bình minh và hoàng hôn. Ôi, trọng trách này lớn thật đấy. Chúng em sẽ không làm các chị thất vọng. Hãy nói với tớ là trong đó có ghi định nghĩa của lễ thiên nga hoàng gia. Hình như là một lễ tôn vinh những con thiên nga ở trong hồ hoàng gia. Chúng ta sẽ tập hợp chúng lại, cho đi diễu hành và kết thúc bằng một bữa tiệc ở lâu đài. Tớ có một câu hỏi. Tại sao? Không quan trọng. Đây là cơ hội để Celestia và Luna thấy chúng ta sẽ làm mọi việc theo yêu cầu. Nếu họ có thể tự mình tổ chức được lễ này thì chúng ta có thể, miễn là làm cùng nhau. Đúng. Tốt lắm. Cậu đang hiểu nhầm ý của hướng dẫn này rồi. Hãy nhớ này. Kể từ giờ chúng ta sẽ là những con ngựa bình thường và vô lo. Chúng ta sẽ bỏ lại thân phận công chúa phía sau và thậm chí không thèm bay. Tất nhiên, thật mới mẻ và khác biệt. Giống như Pinkie Pie đã nói, có rất nhiều điều cần làm trên thế giới này. Đó là những điều mà các con ngựa khác đều làm, trừ những công chúa như chúng ta. Chúng ta rất yêu thương nhau và là bạn đồng hành hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần có nhau. Không thể đi dạo khi phải ra mình sau bức tường thành. Không thể quăng cả ngai vàng lên bờ biển. Nên chúng ta sẽ bí mật tới một địa điểm thảnh thơi. Và danh sách việc cần làm này sẽ rất thú vị đây. Chúng ta rất yêu thương nhau và là bạn đồng hành hoàn hảo. Không ai thật lòng hơn chúng ta và chúng ta chỉ cần có nhau. Có rất nhiều điều để thử trên thế giới này. Nhưng em chỉ cần đọc sách bên bờ sông và thư giãn thôi. Với em, đó là một ngày hoàn hảo. Chúng ta rất yêu thương nhau và là bạn đồng hành hoàn hảo. Không ai lòng hơn chúng ta và chúng ta chỉ cần có nhau. No pony,
không thể thực hiện các chuyến phiêu lưu trong lúc ngủ được, không thể tích vào những việc đã hoàn thành trong lúc ngủ được. Nên hãy trèo thêm một ngọn đồi nữa đi. Thỉnh thoảng chị phiền phức quá, và tại sao cứ phải gồng mình đi lên dốc? Các công chúa, chúng tôi đã tới đây để... Ôi! Chúng tôi đang làm thay cho các công chúa. Các bạn cần giúp gì không? Thật bất bình thường. Chúng tôi đến để ngỏ lời giúp đỡ với tư cách là trưởng ban tổ chức Thiên Nga Hoàng gia. Ôi, thật đúng lúc. Cảm ơn, nhưng chúng tôi tự làm. Thật ư? Thế thì chúc may mắn. Nếu chúng ta nhờ người khác giúp, thì chẳng khác gì thú nhận là mình không giỏi bằng Celestia và Luna. Hơn nữa, tổ chức một bữa tiệc thiên nga thì có gì khó? Đúng, chúng ta chỉ cần đánh bóng áo giáp, làm rượu pân, giải kim tuyến, nướng bánh làm kem và trải thảm cho tất cả các tuyến đường ở Canterlot. Tới đọc tiếp nhé. Celestia, vì cả hai ta đều hơi mệt, nên em nghĩ hoạt động đầu tiên không nên tốn sức quá. Đó chính xác là điều chị nghĩ. Đu dây cáp. Bây giờ mỗi lần uống trà, chúng ta có thể nhớ lại ngày kỳ diệu này. Em rất vui vì chị đang tận hưởng. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ làm điều mà em muốn. Lại đu dây cáp tiếp à? Không. Là bưu điện. Đúng rồi. Hãy nghĩ xem, tất cả những bức thư ở Ponyville đều phải qua đây. Thật tuyệt vời đúng không? Chào xin một cái tem ạ. Đợi nhé. Sao lại cần tem nếu em định đưa thư cho chị? Đúng, nhưng em không đưa cho chị trực tiếp. Người đưa thư lấy thư từ em rồi đưa cho chị. Quá trình thật thú vị. Em có biết là chưa ai từng thám hiểm đáy của những hang động này không? Em tự hỏi tại sao. Em luôn muốn thử cái này, thật tuyệt vời. Đúng không chị? Có rất nhiều điều cần làm trên thế giới này. Và danh sách của chúng ta có vẻ dài quá. Sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành. Nhưng chắc thành quả sẽ rất xứng đáng. Sau màn đêm tối tăm sẽ là lúc mặt trời tỏa sáng. Đến lượt em chọn rồi. Và sau chuyến chèo thuyền mạo hiểm, kỳ nghỉ này thật chán òm. Công chúa Twilight, chúng tôi nhận thấy rằng cô không định phục vụ rau cải xong tại lễ Thiên Nga Hoàng gia. Ở trong kho bếp không đủ rau để... Đừng nói với tôi, nói với nói. Cô phải xử lý đống rác đang chất thành núi ở ngoài đi. Các lao công đang đình công và người trải thảm hoàng gia không thể tiếp tục làm việc. Tôi còn không biết có người trải thảm hoàng gia. Hy vọng đó không phải là đồ trang trí cuối cùng cho buổi lễ. Thật bất lịch sự. Cảm ơn vì những góp ý, nhưng chúng tôi không có thời gian để nói chuyện nên... Hy vọng em đang tận hưởng trọn vẹn buổi ra ngoại vô cùng thư giãn của mình. Em có thể tận hưởng nếu như chị không bắt chúng ta đi bộ qua hàng ngàn bụi cây gây ngứa. Ít ra chúng ta không tệ bằng buổi hú hét mà em đang bắt chị tham gia cùng. Đó là một nghệ sĩ nổi tiếng và là một vở opera. Chị bắt em về sớm trong khi vẫn đang đến lượt em. Hãy chấp nhận sự thật đi Luna. Em chẳng bao giờ hài lòng cả. Bởi vì chị không muốn em hài lòng. Lúc nào em cũng phải làm theo ý chị. Chắc chị ước em không bao giờ quay lại để chị được tiếp tục trị vì ban ngày và ban đêm.
Em nghĩ chị thích áp lực đó chắc. Điều chị cần làm là một người em mà chị có thể nhờ vả. Ý chị là để sai khiến. Bình tĩnh lại đi Luna. Không. Và đừng dùng giọng Cantaloupe với em. Em nghĩ kỳ nghỉ này sẽ vui hơn nếu như em được đi một mình. Tốt thôi. Chị vừa nhớ ra một điều chị rất muốn làm. Đó là ở một mình. Chắc chúng ta có một hoạt động chung trong danh sách rồi. Pinky, cậu chuẩn bị món khai vị chưa? Tớ vẫn đang sầm bơ. Chúng ta sẽ phải chữa cháy bằng kim sa thôi. Xin lỗi vì phải báo tin xấu. Đang chờ để được vào trong. Chúng ta chưa hề sẵn sàng. Là sao mà hàng năm Celestia và Luna có thể trị vì một vương quốc và hoàn thành xong lễ hội này? Ôi, thật kinh khủng. Anh thấy có gì buồn cười à? Các công chúa không bao giờ tự tổ chức lễ này. Thật ư? Tất nhiên là không. Thế nên mới cần ban tổ chức. Không ai có thể tự mình lo hết được. Đó là kim sa đấy à? Vẫn bất lịch sự. Ôi, kế hoạch mới. Chúng ta sẽ giao việc cho họ. Cậu. Cậu lo phần đồ ăn. Tôi cần đá quý và vải sa tanh. Hãy bảo mọi người đứng ngoài cửa là sẽ phải trì hoãn buổi lễ một chút, nếu như bạn không phiền. Ai có thể dọn đống rác này? Tớ đang giao việc. Vậy đây là cách đúng để trị VH kia. Thật thoải mái khi không còn người chị hống hách ở bên. Ai cần một cô em lúc nào cũng ủ rũ đứng bên cạnh chứ? Công chúa không bôi kem chống nắng à? Có kem chống nắng à? Nếu Celestia ở đây, chị ấy đã bảo tôi điều đó. Sẽ trái hai lần và phải một lần, hay trái một lần và phải hai lần? Luna luôn biết cách dẫn đường. Bà dọa cho lũ tà chạy đi. Chị tưởng chỉ có chị mới muốn leo núi Kilimanjaro. Em đang không bắt chước chị. Em chỉ muốn xem mặt trời mọc. Còn chị muốn xem trăng lặn. Ngày hôm nay của em thế nào rồi? Tuyệt lắm. Hoàn toàn theo ý muốn. Ngày tuyệt vời nhất. Ừ, chị cũng thế. Chị có thể đi cùng em nếu chị muốn. Ồ, dù gì chúng ta cũng đang đi cùng hướng. Đẹp quá. Chắc khung cảnh sẽ rất lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Buổi tối cũng rất đặc biệt. Ngôi sao may mắn. Hồi nhỏ, chị đã dạy em cách tìm sao. Hy vọng lúc đó chị không hống hách quá. Chị biết không, lúc nào cũng ở bên cạnh chị mình quả là rất khó khăn. Nhưng nếu không có chị, thì còn khó khăn hơn nhiều. Chị biết, chị sẽ không bao giờ đánh đổi em với những hoạt động trong danh sách này. Kể cả đu dây cáp. Kể cả đu dây cáp. Em xin lỗi vì những điều em đã nói. Thỉnh thoảng thật khó để làm em gái. Và làm chị cũng không hề dễ dàng. Chị xin lỗi. Mặt trời và mặt trăng ở bên nhau cùng lúc. Chị đã từng thấy cảnh này rồi. Có vẻ như Twilight đang gặp rắc rối với bùa hộ mệnh. Chúng ta nên đi giúp em ấy.
Hiểu rồi, Sunbird bảo chúng ta chỉ cần khởi động lại bùa với cái này, vặn ốc ở phía sau, nhưng không được vặn quá nửa vòng. Có ai có băng dính không?